Và đây là lần hiếm hoi mà chúng ta sẽ thấy được sự xuất hiện của cách liên ở khu vực đường dưới. Và liệu rằng có phải là một cái bộ đôi theo cái phong cách như là Kama và Ezreal để có thể đương cự cùng với cách liên và Lắc. Thì trong dạng vừa qua thì chúng ta đang có một cái bộ đôi này có thể đánh được cùng với cách liên và Lắc ở khu vực đường dưới. Xin lựa chọn phích bích khá là mạnh dành cho bên phía của Rion ở trong cái lượt này. Và để coi đáp trả đến từ bên phía của Nong Shim sẽ là như thế nào. Họ đang để Kama và quan trọng là có muốn bổ sung thêm cho mình đó Ezreal ở khu vực đường dưới này nữa hay không đây. Ezreal sẽ là một sự lựa chọn tốt với cái khả năng cơ động, bạn có thể né được những cái chiêu thức ở phía bên kia như là cái nếu như mà Brion khóa vào Lux đi cặp với Kalin thì khóa ánh sáng sẽ là một trong những công cụ cực kỳ nguy hiểm, bởi vì chỉ cần khi bạn bị trói chân thì ngay lập tức sẽ là có một cái bẫy Yoru được đặt ngay dưới chân tới từ Kalin, thì cái lượng sát thương dồn đến từ cặp đôi Lux và Kalin sẽ vô cùng là nhiều. Và tôi nghĩ là Ezreal sẽ là sự lựa chọn ổn, nhưng quyết định của Nong Shim là Jhin ở khu vực đường dưới dành cho vị trí của Vital đi cặp với các ma trong tay của Ghost. Ừ, khá thú vị nè, bởi vì đây là con tướng tủ đến từ Ghost rồi, chúng ta đã biết được cái cách chơi của anh ta với con Jhin ở khu vực đường dưới. Thì lần này thì anh ta sẽ chơi hỗ trợ Kama, và phần đó anh ta sẽ chuyên nghề dành cho Vital, một cái sự kèm cặp gần gần như rất chắc chắn. Rồi thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự lựa chọn không ngoài dự đoán, đó chính là Lux dành cho Delight ở khu vực đường dưới và Rhett ở khu vực đường trên. Tỷ lệ thắng đến từ Rhett nó rất thấp ở trong cái giải đấu LCK đó, tôi nhớ không nhầm thậm chí là không vượt qua tới con số 0% mới cơ. Nhưng mà cái tỷ lệ cấm và chọn của nó cực kỳ cao, khi mà không cấm thì gần như sẽ có một đội tuyển chọn, và lần này thì nằm trong tay của Morgan ở khu vực đường trên này. Morgan sẽ sử dụng Rayton, trong khi đó thì Kana ở phía bên kia tôi vẫn đang đặt một cái dấu hỏi chấm vào lựa chọn Lee Sin. Không biết sẽ nằm trong tay của Kana hay sẽ xuất hiện ở trong vị trí đi rừng của Thresh. Chúng ta vẫn cần phải chờ vào những cái sự lựa chọn tiếp theo đến từ bên phía của Nong Shim. Để có thể đi đường với Rayton thì Kana vẫn còn một vài những cái sự lựa chọn ngoài ba cái lựa chọn mà trước đó Rion đã ban đi rồi. Bên phía của Brion tiếp tục cấm vào Akali. Tôi nghĩ khả năng vẫn nằm ở khu đường trên của Kana, bởi vì Akali đường giữa thì thực ra nằm trong tay của Fiesta thì tôi đang cảm thấy không ấy lắm. Có lẽ họ vẫn nằm ở vị trí đường trên của Kana mà thôi. Ừ, chính xác là như vậy. Để coi mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào khi mà trước đó bên phía của Nong Shim mới chính là đội tuyển cấm đi cho mình đó, con bài Akali này nha. Họ sợ đây sẽ là một trong những con tướng mà tạo được đột biến đến từ lava. Rồi quyết định ui rất là thú vị đến từ bên phía của Nong Shim khi mà họ nhắm vào hai rừng mà trong đó có Lilia nữa cơ. Lilia là một cái con tướng mà không được pick ở trong dạng vừa qua quá nhiều. Nếu như xét vào cái việc mà gây sát thương phép ở trong khu vực rừng đó, thì Diana cảm giác nổi trội hơn, nhưng mà đây là lực cấm nó mang cái tính chất thiên về chiến thuật dành cho bên phía của Nong Shim Redfort. Rồi để coi lực cấm cuối cùng liệu rằng có phải là lập lăng hay không. Không, đó chính là Na ở khu vực rừng trên với lối lên trang bị, đó chính là búa tiến công cũng tương đối khó chịu dành cho Kana ở trong ván thi đấu đầu tiên mà anh ta đã trình diễn. Và chưa kể đây là một cái kèo nếu như đánh tốt và hơn trình thì con Na hoàn toàn có thể nhỉnh hơn so với đệ tình. Để có thể đi cặp với cả Rayton ở khu vực đường trên thì tôi không biết là Amity có tự tin lựa chọn một con Nidalee ở cái thời điểm hiện tại hay không, khi nó không bị cấm đi ở trong những cái lượt ban của Nong Shim. Và rõ ràng là Nidalee là một trận tướng có thể kết hợp tốt với Rayton ở trong những cái phút giây đầu tiên, một bộ đôi có thể tấn công sớm và gây áp lực vào người chơi bên phía bên kia của đối phương. Virion đang hướng đến một sự lựa chọn đó là xin sao ở vị trí đi rừng dành cho Amti cũng được, nhưng để xem họ sẽ lựa chọn cho ra cho lava khu vực đường giữa, bắt buộc phải là một vị tướng mang thiên hướng sức mạnh phép thuật khá nặng. Syndra nằm trong tay của lava cũng được, nhưng họ đang hướng đến Rai, khả năng đây sẽ là một con Rai sức mạnh phép thuật chăng? Có thể là như vậy, ở khu vực giữa một cái sự cân bằng dành cho đội hình đến từ bên phía của Rion, và biết đâu đấy anh ta sẽ hướng lên trong đó băng giáp cũng được, để coi quyết định của họ sẽ là như thế nào, bởi vì họ đang sở hữu những mẫu chất tướng có khả năng tăng tiến sức mạnh ở thời điểm đầu khá là tốt như là con bài Xin Zhao và chưa kể đó là Tân, và cũng cần phải nói đến một cái cặp đôi rất mạnh ở khu vực dưới đó chính là Caitlyn và Lux nữa. Rồi bước đáp trả dành cho Kana ở trong kèo thi đấu này sẽ là như thế nào đây. Anh ta đang giữ căng lăng, là một con tướng mà tôi nghĩ rằng cũng sẽ có cái giai đoạn đi đường không dễ dàng nha, bởi vì anh ta có khả năng cấu rỉ máu thật đó. Nhưng mà phía bên kia thì khả năng dọn lính và khả năng hồi phục đến từ vũ điệu cá sấu của Morgan vẫn sẽ là có. Và liệu rằng với cái sự bổ sung gắn lăng ở khu vực đường trên dành cho Kana là anh ta muốn giải quyết đi cái bài toán áp lực ở cánh dưới luôn thì phải, bởi vì cái bảo
cái chiêu cuối đến từ Kana phần nào đó nó cũng sẽ trong những cái chiêu cuối có thể tác động từ tầm xa, và biết đâu đấy họ sẽ chuyển dịch không đánh lên cánh trên, và thay vào đó sẽ tạo ra áp lực trong những cái tình huống giải tỏa những cái đợt lính ở khu vực tiền dưới được tích tụ. Và có một điểm nữa là càng đánh về giai đoạn về sau thì cái con gangplank này nó sẽ càng thể hiện rõ hơn cái sức mạnh ở trong cái tình huống giao tranh 5v5. Còn Renekton thì mặc dù ở trong giai đoạn đầu đây sẽ là một vị tướng đi đường cực kỳ mạnh, nhưng càng về giai đoạn cuối của ván thi đấu thì nó sẽ chỉ mang một tác dụng là cán lướt và là một trong những cái lá chắn giúp cho tuyến sau của anh ta có thể gây ra được nhiều lượng sát thương mà thôi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải chờ đến cái ván thi đấu này để biết xem là một cái đội hình mà có gangplank ở trong đội hình thì họ sẽ khởi động cái ván thi đấu này như thế nào. Dù sao thì trong khoảng thời gian vừa rồi chúng ta cũng đã thấy Renekton mặc dù được lựa chọn nhưng cái tỷ lệ thắng của nó thực sự không cao, và để xem họ sẽ xử lý như thế nào với vị tướng Renekton và thậm chí là cái cặp Xin Zhao và Renekton ở khu vực nửa trên nữa. Một cặp tương đối là mạnh nha. Gangplank cũng không phải là một bọn chiếc tướng quá mạnh nữa, và khả năng đi đường đến từ Gangplank ở trong dạng vừa qua đến từ những phiên bản cập nhật nó cũng đã bị giảm đi sức mạnh. Nhưng mà bởi vì Kana mid sâu, có lẽ chúng ta cũng phải chờ coi cái cách xử lý của anh ta như thế nào. Năm thành viên đến từ bên phía của Nong Shim đang chạy thẳng xuống khu vực dưới, họ đang muốn tạo ra được một cái tình huống đột biến. Kana sẽ khởi đầu với con Gangplank của anh ta là cái bình thuốc biến dị cũng tương đối là dễ hiểu mà thôi. Đây, năm thành viên di chuyển vào một cái pha chích sai khá là tốt đến từ Delay, nó phát hiện ra được cái ý đồ di chuyển đột biến đến từ bên phía của Nong Shim ở khu vực cánh dưới bản đồ này. Đây là Delay anh ta cộng quả cầu ánh sáng trước chứ không phải là khóa ánh sáng. Nhiều ván thi đấu chúng ta thấy Lux sẽ cộng Q trước để có thể gây áp lực với tình huống chói, nhưng vấn đề là bạn phải chói chúng, còn nếu như chói trượt thì coi như bỏ. Còn thường thường như bản thân tôi mà cầm Lux support thì tôi cũng hay cộng E trước để cầu máu thôi, mình cũng không tự tin vào cái khả năng trói của mình lắm. Ở trong ván thi đấu này thì tôi vẫn nghĩ là cái cặp đôi Heyna và Delay sẽ là những người chủ động đẩy lính so với Vital cũng như là Ghost ở phía bên kia, một các ma cầm cho mình thiên thạch bí ẩn, có lẽ cũng sẽ hướng đến những cái tình huống trả đam ngược lại với bộ chiêu thức như kiểu là khi ma trách kết hợp với đội hỏa chẳng hạn. Tôi nghĩ là Linh Sang nên tự tin về bản thân của mình hơn, mấy mốt kiểu dạng mình nâng quy mình nâng trói như thế nào cũng được, có sao đâu nào. Đó là một tình huống mà chúng ta hoàn toàn có thể tự mình trói hụt cũng được, nhưng mà mình trúng vào tim của đối thủ chẳng hạn. Đó trong những phương án để có thể vận hành con bài lắc ở thời điểm cấp độ đầu tiên. Nhưng nói vui là như vậy thôi, trong một cái giải đấu chuyên nghiệp thì những cái tình huống công nghệ mẫu luôn được triển khai. Chúng ta có thể thấy cái độ ác liệt ở khu vực dưới được triển khai đến từ Heyna và Delay. Ghost đang rơi cái trạng thái 1v2, nhưng ta đã có tình huống trao đổi chiêu thức tốt. Đó là một tình huống cấu rỉa máu ổn hơn đến từ Ghost. Phía cánh bên kia thì Vital ăn khá là nhiều lượng sát thương đến từ Heyna nha. 1-9, 1-10 ở khu vực đường dưới vẫn đang là cái đường hết sức là căng thẳng. Ghost cũng đã có được tình huống trao đổi tốt với cái Kinh Mancha kết hợp với nội hỏa, người ta khiến cho Delay mất đi một lượng máu khá khá. Nhưng rõ ràng khả năng đẩy lính đến từ cặp Heyna cũng như là Delay đang là nhỉnh hơn, và họ có được cấp độ 2 trước, bắt đầu gây sức ép. Delay đang đứng đợi ở trong bụi, chỉ cần anh ta phát hiện ra Ghost và có được một tình huống khóa ánh sáng trúng thì cặp đôi của Nong Shim cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Ghost cảm giác như anh ta đang cho thấy được cái khả năng thi đấu vô cùng tập trung và kinh nghiệm thi đấu ở tại LCK nữa. Người ta không để bị chơi trúng bởi chữ Delay, thậm chí có một pha trả ngược đam lại và khiến cho Heyna bắt buộc phải lui về phía đằng sau. Chỉ là trao đổi đến từ cả hai cặp đôi đường dưới mà thôi. Trong khi đó thì ở khu vực nửa trên, Morgan đang là người chủ động đẩy lính sau cả Kana ở phía bên kia. Anh ta lên cấp độ 3 trước và cái áp lực ở đoạn đầu nó chắc chắn vẫn sẽ nghiêng về ngài mà thôi. Một tình huống xử lý ổn nè, đợt lính nó vẫn đang cố gắng được có thể đẩy về. Nãy giờ là hai tình huống anh ta liên tiếp thoát khỏi cái lượng sát thương đến từ một cái thùng thuốc súng. Đây là cái vòng rừng mà cả hai người chơi đi rừng đều đang chuẩn bị có mặt ở cánh dưới, một pha lắc khá là tốt đến từ Vital nhưng bắt buộc phải mất đi luôn cho mình nó tốc biến cũng như hồi máu. Sát thương là nhiều để hoàn một chiến công đầu khá là dễ dàng dành cho MT. Một pha thi đấu mà cái sự kiểm soát vào khu vực rừng đến từ bên phía của Nong Shim là gần như không có, khi mà đó tình huống di chuyển đột biến hơn đến từ MT. Vital đứng lên hơi cao và đó anh ta bị hở sườn và tạo ra tình huống tấn công không thể nào dễ dàng hơn dành cho MT nữa. Phải nói là đúng người đúng thời điểm khi mà MT có mặt ở khu vực đường dưới trong cái thời điểm vô cùng nhạy cảm. Vital anh ta không có được tầm nhìn ở bụi cỏ
ngay cạnh khu vực đường của mình, và điều này khiến cho anh ta bị tấn công, đã mất đi cả hai phép hỗ trợ nhưng vẫn phải nằm xuống. Đây sẽ là một cái điểm thiệt thòi dành cho bản thân của anh ta, và thậm chí về chỉ số lính cũng đang bị dẫn trước so với cả Hina ở phía bên kia nữa. Có lẽ trong những giây phút tiếp theo thì cần có những sự hỗ trợ đến từ Thread trong việc kiểm soát tầm nhìn khu vực đường dưới và giúp cho Vital có được một khoảng thời gian dễ thở hơn. Đây, chúng ta cùng xem lại cái pha này. Anti di chuyển và anh ta không bị bắt bởi bất kỳ một lượng thông tin nào đến từ bên phía của Nung Sim. À, đơn giản mà thôi, một tình huống tốc tiến đổi lấy tốc tiến của Jin là để lấy về được chiến thắng đầu cho mình. Chính xác là như vậy, một tình huống mà anh ta đồng ý là mất luôn cho mình đó hai con cua, nhưng mà dù sao thì anh ta cũng đã có cái lượng kinh nghiệm cũng như là tạo ra một cái thế thắng nhỏ nhỏ dành cho bên phía của Rion ở khu cánh dưới bản đồ rồi. Còn ngược trở lại thì Kanna đúng là cái kèo được bích sâu, anh ta đang xử lý tôi nghĩ đánh giá ở thời điểm hiện tại là tốt. Vẫn chưa về nhà lên trang bị, lần về nhà tiếp theo thì chắc hẳn anh ta cũng sẽ có được một vài những món trang bị thành phần, và nãy giờ những tình huống xử lý những cái thùng thuốc nổ tương đối là tốt dành cho Kanna. Nhưng mà anh ta đang có một vài những cái vấn đề về năng lượng. Ba stack của bình thuốc biến dị đã được sử dụng hết, và anh ta có lẽ sẽ đợi cái đợt lính đẩy vào trụ và đón nó mà thôi, chứ còn đứng lên quá cao bây giờ nó cũng sẽ là một trong những cái vấn đề hơi khó khăn một chút. Phía bên này thì Fiesta vừa rồi bị giữ chân bởi một cổ ngữ của Lava. Lava lách khá tốt nhưng Red đã tới với một tình huống hộ thể sóng âm trượt. Lava anh ta né được cú sóng âm, anh ta chắc chắn sẽ an toàn mà thôi, mặc dù đã mất tí tốc biến, nhưng đó vẫn là tình huống thi đấu tốt cho người chơi đứng giữa của Prion. Ampi có mặt, còn muốn tấn công hay không, câu trả lời là anh ta chỉ quét mắt và lui về mà thôi. Hơi tiếc nếu như đó tình huống gầm sóng âm trúng thì tôi nghĩ rằng lượng sát thương để có thể bồi đắp đến từ Red sẽ là đủ. Hai người chơi đi rừng đụng độ nhau và ép lui được Red ở trong pha thi đấu này, bảo vệ được cái phần rừng của mình. Còn ván thi đấu mà chúng ta thấy được cái độ cuồng nhiệt cũng như cái độ sôi động nó nhiều hơn so với ván thi đấu đầu tiên, khi mà cả hai bên sẵn sàng va vào nhau ở khu vực đường giữa, khu vực đường dưới và cả khu vực đường trên nữa. Cái điểm nóng ở khu vực đường dưới vẫn đang được triển khai. Lắc và Caitlyn cần phải có được rất nhiều những cái lợi thế, cụ thể là những cái lớp giáp trụ khu vực đường dưới này, thì ở thời điểm hiện tại thì cái điều đó nó chưa xảy ra, bởi vì họ phải chống chịu với một cái khả năng bực ngược trở lại đến từ Vital cũng khá là tốt nha. Về mặt chất tướng, Jin cũng như là Kama, đây là những mẫu chất tướng không hề yếu ở thời điểm đầu của ván đấu, thì nó khiến cho cái ván thi đấu nó tương đối là sôi động và nó vẫn chưa nghiêng hẳn về cho một phía bên nào cả. Nó chỉ có một vài những cái chênh lệch nho nhỏ thuộc về bên phía của Rion mà thôi, ví dụ như là điểm hòa gục chiến công đầu, ví dụ như là đợt lính vừa rồi đang được cụ thể hóa bằng con rồng nguyên tố công nghệ đầu tiên của ván thi đấu này. Một con rồng khởi động dành cho bên phía của Rion khi mà cặp đôi đường dưới của họ là những người chủ động đẩy lính và tiến ra hỗ trợ người đi chơi rừng Amti trong việc kiểm soát mục tiêu lớn đầu tiên trong ván thi đấu này. Xét về lượng tiền thì họ vẫn đang là người dẫn trước ở phút thứ 6 so với Mifu Nung Sim. Đây chưa phải là một con số quá lớn nhưng cũng đã cho thấy một cái tín hiệu tích cực dành cho bên phía của Rion. Hiện tại thì Morgan có một đợt lính đẩy khá mạnh khu vực đường trên và anh ta có dư sức để kiểm soát con cua ở vực bạn trên và mang về cho mình thêm cái lượng thông tin. Thread thì tôi nghĩ là anh ta sẽ hướng lên những cái, có lẽ sau khi hoàn thành xong cái vòng rừng thứ hai thì anh ta sẽ di chuyển ra để hỗ trợ khu vực nửa trên của Kanna nếu như có được những con mắt. Tôi đang thấy là ở khu vực có chấm ba không có mắt của Morgan nha. Nếu như Thread anh ta tiến lên thì hoàn toàn có khả năng can thiệp cùng với người chơi đứng trên của mình được với một cái đợt lính đẩy khá cao này. Đang cố gắng để có thể cấu rỉa máu. Cái điểm tốt đến từ Morgan đó chính là cái khả năng đẩy lính vào trong trụ. Và nãy giờ anh ta cũng đã khiến cho Kanna phải mất đi cho mình đó những chỉ số lính đó. Khi mà farm ở trong trụ thì nó khiến cho cái chênh lệch về tiền thì cũng không nghiêng hẳn về cho Kanna. Bởi vì dù sao thì con bài găng lăng cũng là một vị tướng có khả năng hack tiền mà, thì nó cũng sẽ khá là cân bằng ở khu vực đường trên. Ván thi đấu mặc dù va chạm nhiều nhưng vẫn chưa có nhiều lắm những cái điểm khác biệt. Chênh lệch về tiền thì cũng sương sương dành cho cả hai đội tuyển mà thôi, nó không phải là quá vượt trội dành cho bên phía của Rion. Một tình huống cố gắng để có thể cấu rỉa máu khu vực đường dưới. Như đã nói, đây là một cái bộ đôi cũng khá là mạnh đến từ bên phía của Nong Sim. Nãy giờ họ phá được cái thế lính tốt và họ không để cho Lắc và Kết Liên tích được những quay lính và có thể tiếp cận vào công trình. Thì đây ván thi đấu mà tôi nghĩ rằng tính tới hiện tại vẫn đang khá là ổn dành cho cả hai đội tuyển. Delay di chuyển vào khu vực bùa đỏ để có thể phòng ngự trong cái bối cảnh đó chính là Umti đang bận giải quyết được luôn giùm đó con sứ giả đầu tiên của ván thi đấu này. Một con sứ giả khởi đầu dành cho Amti trước đó là con rồng một rơi vào tay của họ. Với thế lính đẩy mạnh ở khu vực đường trên của Morgan và Thread ở phía bên kia thì không có ý định tấn công lên khu vực nửa trên. Họ dễ dàng kiểm soát được hai mục tiêu lớn tiếp theo của bản đồ mà thôi. Nhưng vừa rồi là cú sập âm không thành công đến từ Thread. Fiesta đã có mặt ở khu vực đường dưới nhưng hơi khó để họ thể mang trụ khi đợt lính vừa rồi nó vừa mới bị giải quyết bởi Hena cũng như là Chico Delay. Và cái ý định tấn công khu vực đường dưới của Nong Sim nó chưa được vận hành một cách trơn tru.
và hiện tại chỉ là một vài áp lực ngược lại để họ giảm bớt cái sức nặng đến từ cặp đôi của Hena cũng như Dylan mà thôi. Quả ánh sáng trúng nhưng khoảng cách là hơi xa để Hena có thể đặt được một cái bẫy dưới chân của đối phương, và nó chỉ dừng lại ở việc trao đổi chiêu mà thôi. Khá lỗi dành cho bên phía của Nam Sim trong tình huống di chuyển. Cụ thể là như vậy, khi mà đội hình đến từ bên phía của Rion đã có được cho mình rau cầu xí giả, thì thậm chí là con mùa đỏ ở trong khu vực rừng của bên phía Rion vẫn đang được bảo toàn. Không có nhiều lắm thời gian để cho Red có thể giải quyết con mùa đỏ đó khi mà anh ta cố gắng tìm ra một phương án để có thể băng trụ. Nhưng như Linh Sakura chia sẻ, đó chính là cái thế lính được phá ở khu vực đường dưới, nó không tạo ra cái thế băng trụ dành cho bên phía của Nông Sim. Và chưa kể đó, Lava cũng đã cố gắng để có thể di chuyển. Anh ta có chiêu cuối, nếu như đối phương băng trụ, anh ta có thể sử dụng chiêu cuối vào trong tầm trụ, và nó khiến cho một tình huống 4v3 ở trong tầm trụ thì không có quá nhiều những cái lợi thế dành cho bên phía của Nông Sim trong cái tình huống băng trụ kiểu là như vậy. Morgan đang làm ổn ở khu vực đường trên, chỉ số lính của anh ta vẫn đang nhỉnh hơn. Nhưng mà phía bên kia, Gangplank là một mẫu chất tướng có khả năng hắc tiền nữa, thì cái kèo này tạm thời có thể gọi là đang hơi cân bằng một chút xíu. Vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ lên cho mình đó búa tiến công cả, đến từ cho cả Morgan. Không biết là cái lối lên trang bị của anh ta sẽ là như thế nào trong ván thi đấu này, khi mà đây vẫn là một món trang bị khá là được ưa chuộng ở trong giải đấu LCK của chúng ta. Umty đang đứng ở cái vị trí khá là sâu ở phía bên trong. Anh ta có sứ giả, và quyết định đến từ bên phía của Rion sẽ là như thế nào đây. Đợt lính ở khu vực đường dưới thì chưa được đẩy, một mình Hena cảm giác như hơi đuối cho cái pha đẩy lính này. Nhưng sứ giả đã được thả. Rion họ tập trung đến cả 4 người ở khu vực đường dưới để set up được từ băng trụ, nhưng đó là cú dịch chuyển đến từ bên phía của Nông Sim. Khóa ánh sáng giữ chân được hai người, cầu vồng tối thượng nó không đủ sức để dứt điểm. Cú lệnh sóng âm cũng rất chất lượng nhưng chưa ai phải lên bảng điểm số cả. Và con sứ giả vừa rồi nó cũng đã bị dứt điểm. Sân khấu tử thần được mở từ tầm xa và Amti đang là người gặp nguy hiểm, anh ta bị thêm cả trụ bắn nữa. Và đó điểm hạ gục dành cho xạ thủ V-Star phía bên này, thì Lava là người xử lý tốt hơn. Và Thread, anh ta hơi dướn rồi và anh ta lên bảng đến số 1 đổi 1 dành cho cả hai bên. Một tình huống băng trụ không có lính nhưng mà anh ta có sứ giả. Đó phải có ý đồ đến từ bên phía của Rion, và thậm chí là cái kỹ năng định hướng tôi nghĩ rằng cũng có cái độ chuẩn xác khá là tốt dành cho bên phía của Rion. Cụ thể là cái chiêu kỹ năng định hướng đến từ Delay á, chiêu cuối của anh ta cũng gây cái lượng sát thương trúng vào hai thành viên của phía Nông Sim, nó tạo ra cái thế khởi đầu. Nhưng mà ngược trở lại thì họ không đủ sát thương để có thể dứt điểm. Một tình huống băng trụ vẫn hơi rướng rướng một chút xíu, nhưng mà dù sao thì họ cũng đã có mức đáp trả tốt nha. Lava kịp thời chuẩn để có được điểm hạ gục đến từ Red, và chưa kể đâu con sứ giả cũng giúp cho bên phía của Rion có được cho mình đó hai lớp chấp trụ trong cái tình huống tấn công vừa rồi. Tính ra thì bên phía của Rion cũng không lỗ lắm ở cầu vùng tối thượng của Delay, nhưng nó chỉ vào khoảng không mà thôi. Và cái sự xuất hiện đến từ Amti cũng chưa mang lại thêm lợi thế ở nửa dưới dành cho bên phía của Rion. Mặc dù trước đó họ cũng đã có được một pha bào đi những cái lớp giáp trụ của đối phương, nhưng nó mới chỉ là hai lớp mà thôi. Tôi nghĩ là nếu như Rion có thể kiểm soát được con sứ giả thứ hai thì cái cơ hội để họ lấy được trụ đầu nó sẽ rõ ràng hơn. Nhưng hiện tại Nông Sim đang là người có cơ sở ở khu vực hang rồng, và họ sẽ là người cân bằng về rồng so với đối thủ của mình. Rồi hãy cùng xem lại tình huống khu vực đường dưới. Khi mà bộ tứ đến từ bên phía của Rion, họ cố gắng để có thể tập hợp. Chiêu cuối đến từ Lava thì cố gắng kẹp một người và thôi. Phía bên kia là tình huống che đến từ Ghost để không bị ăn sát thương đến từ Quy của Lava. Làm tình huống che khởi đầu ổn rồi. Nhưng đây là một cái sân khấu bật ngược trở lại, Umty bị kẹt ở phía bên trong. Ở phía bên kia thì Red, anh ta vẫn bị gây sát thương. Và đó tình huống xử lý khá là tốt đến từ Lava khi mà anh ta kịp thời tốc biến để có thể không bị giữ chân, không bị gây đam bởi nét vẽ chết chóc, và vẫn có khoảng trống để có thể trả ngược sát thương ngược trở lại trước sức truy đuổi đến từ Red. Đúng là như vậy, Red anh ta hơi tham lam và Lava còn tốc biến. Nếu như mà Lava không flash trong tình huống vừa rồi thì tôi nghĩ là sẽ ít nhất cũng sẽ là một tình huống đổi mạng. Nhưng cái cú tốc biến đó khiến cho anh ta có được một điểm hạ gục và không phải lên bảng điểm số. Đây cũng sẽ là một điểm hạ gục rơi vào tay của Rai, một trong mẫu chất tướng cũng gây ra được một lượng sát thương tương đối ổn. Tức là trong ván thi đấu này khả năng là anh ta sẽ lên sát thương, bởi vì dạo gần đây chúng ta cũng đã thấy lắc lên theo thiên hướng hỗ trợ rồi. Nhưng phía bên này thì Lava đang là người bị bắt, anh ta dính xoáy nhưng vẫn đang cấu rất nhiều thời gian để tăng tốc pha, đã bị dứt điểm bởi cú độ long cước. Cầu vồng tối tượng chưa đủ đam và Amti bây giờ mới là người gặp nguy hiểm, anh ta bị trăng dây bởi vị trí của Ghost, tiếp tục bị giữ chân bởi né vẽ chết chóc. Sân khấu tử thần được mở tâm xa và cú đá đến từ vị trí của Red là chưa đủ sát thương. Amti bật cho mình đó là cú chiêu cuối bán người thương ra. Sau bàn thứ tư nó không đủ đam, Ghost tiếp tục trăng dây nhưng Hena có lưới 90 và anh ta giữ khoảng cách được với đối phương thì lại đang đứng đợi, chỉ cần một cú khóa trúng mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là họ cũng sẽ không có ý định đánh nhau trong tình huống này nữa. Ui, Delay né được cú quy đến từ vị trí của Ghost, đơn giản là cặp đôi của Nông Sim chỉ là lui về mà thôi.
Bản thi đấu đang rất là sôi động dành cho cả hai đội tuyển khi mà sẵn sàng để có thể va vào nhau bất kỳ thời điểm nào. Nó khác với bản thi đấu đầu tiên khi mà thế trận nó thiên về kiểm soát nhiều. Bản thi đấu này thì mọi thứ nó cởi mở hơn khi mà cả hai đội tuyển sẵn sàng tấn công. Ngoài tình huống tấn công khu vực đường dưới thì chúng ta đã có được liên tiếp những pha tấn công ra khu vực đường giữa. Và lần vừa rồi thì Lava đã phải nằm lối lên trang bị của anh ta cũng là lối lên trang bị thiên về di chuyển nhiều hơn với một cái giày bạc của ông bài Roy. Và anh ta cũng đã có được cho mình đó món trang bị thần thoại rồi, đó chính là băng trụ vĩnh cửu. Và một dịp tấn công khá là ổn dành cho Fiesta cũng như là con bài Lee Sin của Red đây. Họ có một cú sấy thành công, họ có được một pha chồng sát thương tốt. Inti cũng nhắm ngược trở lại vào Fiesta nhưng hơi đáng tiếc là lượng sát thương không đủ. Và cầu vồng tối thượng cũng tương tự là như vậy, thắt về với một chấm máu. Và những diễn biến chính thì chúng ta thấy một lần nữa Red đang cố gắng tấn công vào con bài Roy của Lava, đã có trụ khu vực dưới dành cho đội hình đến từ bên phía của Nong Shin Redfox trước cái nhịp tấn công vừa rồi. Hơi tiếc một chút xíu là viên đạn thứ tư vừa rồi thì nó vẫn trúng vào cái bán nguyệt thương và nó không đủ sát thương để có thể dứt điểm vào Inti. Nếu như cái phát bắn cuối cùng đến từ sân khấu tử thần mà là ở cái khoảng thời gian mà Amti đã hết hiệu lực của chiêu cuối thì có lẽ sẽ là không dành cho Nong Shin, nhưng Red Đây đang là rồi. người bị bắt bớ. Đó là cú khóa ánh sáng thành công nhưng Fiesta có mặt ở đây, cú xoáy là thành công và delay khả năng sẽ phải đắt bị trả mạng trong tình huống này. Amti đang 1-2 nhưng anh ta bị giữ chân, anh ta vẫn tấn công của đối phương. Đó là hồi máu được sử dụng đến từ vị trí của Vital, liệu có về được hay không. Hena bắn khá gắt với cú tốc biến của mình, lưới 90 trúng vào Fiesta và Lava tới để đón đầu. Anh ta không còn vòng xoáy không gian nữa nhưng khoảng cách khả năng là hơi xa để có Một thể chấm chạy về máu nhà. Lava vẫn đang tăng tốc với cả Lava tốc chặn phản của đầu. mình. Một chấm máu đến từ cả Vital cũng như Ghost. Và đây liệu có phải là Trời chiến ơi thắng cuối thấy cùng chính thức rồi. dành cho Lava hay không đây. Anh ta giữ chân với băng trưởng vĩnh cửu là không thành công nhưng tôi nghĩ là vẫn sẽ đủ đam. Phía bên này là Amti tới với cú phong lôi thường 6-3 cho Vion. Những nỗ lực phòng ngự đến từ, hay nói chính xác hơn là những nỗ lực rình rập đến từ bên phía của Rion đã khiến cho họ gặt hái được những thành quả. Đầu tiên là pha mà họ có thông tin đến từ rừng bên phía đối phương, thấy đối phương di chuyển vào khu vực 7 người đá và sẵn sàng cho một cái pha rình rập. Đây hãy cùng xem tình huống này khi mà cái bộ combo đến từ Lux và Caitlyn được tung ra một cách khá là tròn chỉnh. Đạp 7 gây một lượng sát thương, cố gắng lướt cung phong linh để có thể áp sát. Mặc dù Red cũng cố gắng để có thể xoay sở và đổi được cho mình đó một điểm hạ gục. Và thậm chí là pha thi đấu này có luôn cho mình đó chiêu cuối đến từ găng lăng ở cánh trên ở bản đồ đến từ Kana nữa. Nhưng mọi thứ bất lợi thì nó thuộc về cho bên phía của Nong Shin nhiều hơn. Họ đánh ở phía sau trụ bên phía đối phương và đó là cái vị trí không hề thuận lợi dành cho bên phía của Nong Shin Bradford. Hơi đáng tiếc khi bảy cái bách phát bách chúng nó không đủ đam để dứt điểm được Ghost nhưng không sao cả. Thứ mà họ mất trong pha vừa rồi chỉ là tốn thêm thời gian để mang về nhỉ cục mà thôi. Hiện tại hai người đang sáng nhất ở trên bản đồ đó chính là Amti cùng với Lava. Hai người đang có 3 địa cục và tổng cũng là đủ tròn 6 địa cục của Rion luôn. Khu vực đứng giữa đang là nơi và Delay cũng như Hayna tiến ra và phòng ngự. Amti sẽ di chuyển chung với những người đồng đội của mình, hỗ trợ đẩy lính ở khu vực đứng giữa, sau đó tiến ra để kiểm soát con rồng. Trận đấu này chúng ta tiếp tục sẽ có được linh hồn giống nước, nhưng để xem, Noxim đang muốn kiểm soát sứ giả hơn. Họ muốn cụ thể hóa con sứ giả này bằng những cái công trình đến từ đối phương và sức ép ở các vùng đấy nữa. Để xem họ có kiểm soát được hay không. Rồi, chúng ta đang có một cái tỷ lệ thắng khá là cao dành cho cũng vị tướng cánh Akama ở thời điểm hiện tại. Nhưng liệu rằng cái thông số này nó có được vận hành ở trong ván thi đấu này hay không khi mà những cái lợi thế đang nghiêng nghiêng về cho bên phía của Lyon, chênh nhau khoảng chừng 2.000 tiền mà thôi. Ván thi đấu này thì mọi thứ mặc dù nó vẫn đang khá là chưa thật sự là nghiêng hẳn về cho một phía bên nào, nhưng mà chúng ta đang được chứng kiến một ván thi đấu cởi mở hơn. Thì đây là một trong những cái ván thi đấu hiếm hoi mà những cái đội tuyển tại LCK họ sẵn sàng va vào nhau ở thời điểm sớm như vậy, nó thích mắt hơn rất là nhiều và cả hai đều đang cố gắng để có thể cống hiến. Con rồng nguyên tố thứ ba đang được hình thành và trước đó đội hình đến từ bên phía Corion họ đã giải quyết được luôn cho một đó con sứ giả. Áp lực để có thể giải quyết con rồng này chưa đủ dành cho bên phía của Nong Shin. Nong Shin đang cố gắng di chuyển ra khu vực hang rồng và Lee Sin của Red. Anh ta đã tìm được một góc bọc sau, nhưng liệu có đá được ai hay không thì chúng ta cũng phải chờ đợi. Có lẽ là bỏ, chỉ thì cũng bỏ thôi. Thậm chí là pha ping đến từ Brion nhằm thẳng vào đầu của Red khi anh ta vừa đi qua mắt kiểm soát của đối phương. Sau khi ăn xong rồng thì họ quay trở lại với vòng xoáy không gian, nhưng không có bất kỳ quả cầu nào được đặt trước đó đến từ vị trí của Fiesta cả. Đơn giản là cái lệnh sóng âm của anh ta chưa hồi và các thành viên của Brion sau khi ăn rồng vẫn phòng ngự thành công được chung một khu vực đứng giữa. Đó là một pha trao đổi tôi nghĩ là lời dành cho Brion ở thời điểm hiện tại mà thôi. Họ vẫn đang dẫn trước về tiền so với Nong Shin ở phút thứ 18. Chính xác là như vậy. Giai đoạn đi đường thì phần nào đó chúng ta cũng đã thấy được rằng cái lượng kinh tế đến từ cái lớp giáp trụ nó nghiêng về cho bên phía của Rion.
Tôi nhớ không nhầm hình như là 900 tiền cơ. Nó đến từ hai lớp giáp trụ khu vực đường trên, ba lớp giáp trụ khu vực đường dưới và một lớp giáp trụ khu vực đường giữa. Thì nó khiến cho nó phần nào đó chứng minh được cái dàn đi đường đang làm rất là tốt dành cho các thành viên đến từ bên phía của Lyon. Ngược trở lại thì đội hình đến từ bên phía của Nong Sim có lẽ đội hình kéo dài về ván thi đấu khi mà họ đang sở hữu một Orianna và đặc biệt họ sở hữu một Găng Lăng nữa, một con tướng thiên hẳn về dài về sâu. Đồng ý là Jhin là một mẫu chất tướng đa dụng á, nhưng mà họ vẫn phần nào đó sẽ có cái lượng sát thương khá là tốt khi mà ván thi đấu càng ngày càng kéo dài. Nhưng mà liệu rằng có thực sự là vượt trội hay không đây thì tôi chưa chắc, bởi vì đội hình đến từ bên phía của Rion có được Ryan nè, có được Caitlyn nè. Caitlyn dù sao cũng là một vị tướng có khả năng gây sát thương đơn một mục tiêu tốt với những cái đòn bắn được tăng cường thêm đến từ cái nội tại của mình nữa. Và giai đoạn về sau chắc hẳn có đồ thì chắc chắn vị tướng xạ thủ nào bắn cũng sẽ mạnh mà thôi. Hena được đẩy ra khu vực đường giữa và đội hình đến từ bên phía của Rion vẫn đang còn sứ giả nha. Sứ giả này tôi nghĩ nên được xài ở khu vực đường giữa đi thì nó sẽ tốt hơn. Áp lực để có thể mở luôn cái trụ đầu tiên này sẽ luôn là một trong những cái áp lực khá là tốt khi mà bạn tận dụng cái sức ép đến từ con sứ giả. Ừ, đúng là như vậy. Nếu như cái trụ có thể giúp cho đội tuyển của họ gây áp lực vào trụ một khu vực đường giữa của đối phương thì đó sẽ là một cái cơ hội để kiểm soát hai bên cánh dễ hơn. Morgan thì vẫn đang chống chọi với một con Gangplank của Kanna. Tôi thấy ở trong suốt khoảng thời gian vừa rồi thì cũng không có nhiều những cái sự can thiệp lắm của Amti vào lava, nhưng Milai phía bên này bị xoáy bởi lệnh sóng âm, rất nhiều sát thương đến từ Ghost với Kinh Mancha nội hỏa, và đó là Mưa Đại Bác được thả xuống nhưng Milai vẫn có thể đi bộ ra khỏi cú Mưa Đại Bác. Red đang đứng đợi nhưng liệu anh ta có đá được Hena hay không thì hơi khó nha. Hena không đứng ở trong trụ mà thay vào đó thì anh ta đang rất tự tin đứng trước mặt của Vista. Đơn giản mà thôi, sau lưng của anh ta làm ti nhưng cú quy đúc vừa rồi cũng gây được khá nhiều sát thương. Red đang tới cắm mắt hộ thể nhưng chưa kịp đá về thì đó là cú cung phong linh được kích hoạt Hena, đơn giản là lui về thành công thôi. Rồi, khả năng dọn dẹp cái đợt lính đến từ lava bây giờ là khỏe, và chưa kể bản thân của anh ta cũng là một mẫu chiến tướng khá là trâu nữa, với một cái băng giáp đang được sở hữu, tốc độ di chuyển cũng sẽ là nhanh hơn với một cái giày bạc mà anh ta đang có. Trụ thứ nhất của phương đường giữa, một cú hút đến từ con sứ giả này là chưa lấy được, nhưng quan trọng là có hút được hay không đây, những nỗ lực phòng ngự đến từ bên phía của Nong Sim chứ đủ vẫn có khả năng tiếp cận. Ui, chủ động tốc biến đến từ âm ty và đó tình huống phải ép lui khá là tốt. Ui, Morgan lao vào và đó tình huống lao vào quá mạnh mẽ đến từ người chơi bên trên của phía Rion. Tiếp tục là một pha tấn công nữa dành cho bên phía của Rion, và pha vừa rồi một mình Morgan phá luôn cho mình đó thùng thuốc súng chiêu cuối để có thể giúp cho các thành viên đến từ bên phía của Rion tiếp cận một cái đợt lính đang chuẩn bị va chạm vào trụ hai ở khu vực đường dưới này. Một tình huống tấn công quá mạnh mẽ mà bên phía của Rion họ triển khai từng nhịp lao vào, nó khiến cho cái độ bất ngờ là cao và bên phía của Nong Sim không theo kịp ở trong pha thi đấu vừa rồi, mất đi cho mình đó một loạt ba trụ trong một khoảng thời gian tương đối là ngắn. Thật sự là nếu như ai bảo tôi là xin chúa thì tôi cũng nhận, nhưng mà trong cái tình huống vừa rồi thứ mà đập vào mắt tôi đó là Morgan ngài từ đâu xuất hiện như một vị thần vậy và khiến cho thành viên của Nong Sim chỉ có thể ôm nhau để chạy mà thôi. Chúng ta hãy cùng xem lại cái tình huống giao tranh ở khu vực đứng giữa. Con sứ giả mặc dù tốn khá nhiều thời gian đã dứt điểm được nhưng cái tình huống lao vào đến từ Morgan, hãy nhìn xem. Anh ta tiến tới với cắt và sắt và cú tốc biến thẳng vào giữa để có thể giữ chân đối phương và tạo tiền đề cho tuyến sau có thể đi sát thương. Ở đây là pha mà Kana đang gặp nguy hiểm. Anh ta tốc biến khỏi phong lôi thương và đang cố gắng câu giờ. Anti đi bộ lên. Phong lôi thương này thì trúng rồi. Kana không chạy được nữa. Cuối cùng thì Morgan cũng nhá một biểu tượng like với 83 điểm, 83 về điểm gục dành cho bên phía của Bion. Gana chắc hẳn là bất ngờ với cái khả năng phá thùng kinh khủng đến từ Morgan. Thùng thuốc súng nào đặt ra anh ta phá hết. Và anh ta không cho Gana có đủ cơ sở để có thể gia tăng thêm cho mình tốc độ di chuyển. Những tình huống xử lý rất tốt về mặt chất tướng đối với Morgan ở trong ván thi đấu này. Đây là ván thi đấu mà anh ta có được một cái kèo không phải là quá nhiều lợi thế, nhưng mà cái cách mà Morgan xử lý với con bài rễ tôn này là tốt. Anh ta đang rác trước về chỉ số lính và anh ta cũng đã có được cái lợi thế ở trong gạt đi đường nữa cơ, và những cái tình huống năng nổ lăn xả và trong thẳng giữa đội hình của phía đối phương nó đã tạo ra rất nhiều những cái đột biến. Chiêu cuối đến từ lava bây giờ chưa hồi lại, Morgan vẫn lao Có lẽ vào, vẫn anh ta vẫn lao vào bắt được Ghost. Đó God là đang bị tấn cú công. chẳng dây ui không chạy được, vẫn là lava với điểm mục tiếp theo. Trong khi đó khu vực đường dưới thì Amti sẽ là người giải quyết được con rồng thứ ba cho Brion, con rồng thứ tư của ván đấu, và nó sẽ là rồng thứ ba cho Vion ở trong ván thi đấu này. Cái áp lực về linh hồn rồng sẽ đặt nặng lên lên vai các thành viên của Nung Sim. Hena vừa rồi là mục tiêu bị tấn công của Thresh nhưng cái cú sóng âm của nó đã không đủ tầm và Hena vẫn đang rất tự tin.
với việc là đồng đội của anh ta đứng bên cạnh, và thực sự là anh ta cũng đang khá là mạnh nữa. Mặc dù chưa có bất kỳ điểm hụt nào rơi vào túi của Hena, nhưng hiện tại anh ta đã chuẩn bị hoàn thành xong món đồ lớn thứ ba của mình, với việc là hai món đồ rưỡi, khả năng giữ vị trí và tấn công đến từ Katlin vẫn là một cái gì đó khá là khó chịu. Còn Lava ở phía bên kia vừa xanh vừa trâu, và cái lượng sát thương đến từ Nông Sim cảm giác như là không Amti băng vào hơi sâu nha. Red là người bị đẩy ra trong pha này bởi bán nguyên thương của Amti, và anh ta nằm nằm xuống. Morgan vẫn đang bơi tuyến sau, anh ta hạ gục được Fiesta trong tình huống này, có luôn cả móng vuốt Sterak. Morgan đã đồng ngồi, nhưng ai phải cứu ngài đây? Amti vào cứu. Amti không cứu ạ. Ok, Morgan vẫn đang lùi ra được trong pha này. Morgan có một chấm máu, anh ta lùi về được với cú lăng kính phòng hộ đến từ vị trí của Delay. Amti sẽ là người phải hy sinh trong pha này. Trang sân khấu tử thần được mở, phát bắn từ từ. Ui, nó trúng vào lava, và đó là đi mà sắt đào rơi vào tay của Vital. Và đó là tình huống mà chúng ta có thể thấy Morgan vẫn có khả năng thoát được với một chấm máu. Vừa rồi anh ta không bị hạ gục, và phần nào đó anh ta cũng đã câu kéo được tốt. Và đây là tình huống mà chúng ta được xem lại cái pha 2 vs 1 khu vực đường dưới. Thao tác tay đến từ Morgan, và cái cách mà anh ta phá thùng khiến cho Kanna gần như là không kích hoạt được bất kỳ một cái thùng nào cả ở trong pha thi đấu này. Lướt theo, cắt và sát đuổi, tiếp tục là tình huống phá thùng 3 thùng liên tiếp. Kanna chịu. Rồi Baron, Baron đang là diễn biến chính. Sát thương đến từ bên phía của Nông Sim là không đủ. Kịp hay không đây? Delay đang hơi thấp năng lượng. Morgan sẽ là trước mặt Nông Sim là một Morgan đang chuẩn bị hồi lại cho mình đó thần cá sấu. Ủa loại Baron có lẽ thuộc về cho bên phía của Nông Sim rồi đó, nhưng sau đó họ sẽ rút lui như thế nào, tiền thủ mục tiêu. Morgan đang cố gắng chống chịu, anh ta lao thẳng vào giữa, anh ta kích hoạt được cho mình đó rất nhiều khả năng hồi phục, nhưng anh ta cũng đã phải nằm. Đó là lần đầu tiên mà Morgan phải nằm xuống, cộng kèm với cả phần thưởng là bùa loại Baron thuộc về cho bên phía của Nông Sim Redford, như là một món quà tưởng thưởng dành cho pha thi đấu thành công đến từ bên phía của Nông Sim ở cánh trên. Một pha thi đấu mà đội hình đến từ bên phía của Rion họ tràn vào quá sâu, vẫn còn trụ, băng trụ trong một khoảng thời gian quá dài. Và khi mà băng trụ dài như vậy không còn lính nữa, bởi vì cái mưa đỏ bát được đặt ra cũng khá là tốt dành cho Kanna từ trước. Đây, một pha câu kéo khá là ổn dành cho Morgan. Umti quay ngược trở lại, nhưng lượng sát thương là không đủ. Và chưa kể đó là Hena cũng sẽ phải nằm. Lava cũng ăn trọn phát bắn thứ tư, và anh ta không né được đến từ phía bên kia của Vital. Và đây, hãy cùng xem tình huống này. Một mình Morgan thì cũng không thể nào làm được gì quá nhiều trong cái pha thi đấu mà bốn thành viên đến từ bên phía của Nam Sim vẫn có được cái khả năng để có thể gây sát thương. Nhưng vừa rồi rõ ràng vẫn là một trong những cái điểm sáng khi mà Morgan đã né được cho mình đó cái lệnh sóng âm đến từ phía Star. Umti tạt cánh, lách được cái phong thương thương đến từ Red. Bùi loại Baron nhưng chưa được triển khai một cách triệt để dành cho phía của Nông Sim. Họ bắt đầu lò dò để có thể có được thêm cho mình đó công trình. Bây giờ phút thứ 27 mới có trụ đầu tiên dành cho bên phía của Nông Sim ở trong ván thi đấu này. Cái trụ đầu tiên sau 27 phút, với trước đó là một tình huống phản công tốt ở khúc nửa trên của bản đồ, nhưng đây sẽ là cơ hội để bên phía của Nông Sim họ có cơ hội để cân bằng về lượng tiền so với các thành viên của Beyond. Beyond đang bắt đầu di chuyển xuống cánh dưới. Kanna đã có mặt ở đây với một con gangplank, nhưng ở thời điểm hiện tại anh ta vẫn chưa có được món đồ lớn thứ tư của mình, mới chỉ là 3 món đồ lớn mà thôi. Nhưng anh ta ở trong cái tình huống giao tranh trước, như các bạn đã thấy, nếu như anh ta có thể sử dụng được cái mưa đại bác của mình một cách triệt để và có hiệu quả, thì rõ ràng đó vẫn sẽ là một trong những nguồn sát thương rất lớn dành cho bên phía của Nông Sim. Còn Brion thì sao? Họ cần phải bất hứng lại. Tôi thấy ở trong cái tình huống ở đường trên ấy, nếu như họ có thể giải quyết được cái trụ hai và sau đó tràn vào tấn công thì cũng sẽ là một cái viễn cảnh tốt hơn dành cho họ. Nhưng quyết định của họ lại là băng trụ và tràn thẳng vào, để rồi đến mất con Baron rơi vào tay của Nông Sim, và cái ván đấu này bỗng dưng nó lại đang trên đà quay trở về với một cái tình huống cân bằng dành cho Nông Sim, khi cái trụ một khu vực đường giữa này nó cũng có khả năng sẽ bị mất đi. Chúng ta có lẽ phải chờ cho cộng đồng nguyên tố thứ 5 của ván đấu, nơi một pha giao tranh lớn chắc chắn sẽ nổ ra, và để coi đội tuyển nào có lợi thế trong cái tình huống giao tranh đó. 1/3 lượng máu được bào đi đến từ Lava trong cái pha combo vừa rồi. Katlin bây giờ cũng khỏe nha, anh ta đã có được vô cực kiếm rồi, băng giáp, hai cái đồng hồ, một cái băng trường vĩnh cửu đang có trên người của Lava. Khả năng chống chịu đến từ Morgan bây giờ cũng là ổn, với một cái món vuốt Sterak và những món trang bị thành phần để có thể hướng tới được cho mình đó khuyên băng Randul. Còn ngược trở lại thì cái khả năng gây sát thương từ phía bên kia như thế nào thì tôi chưa chắc. Umti đã bắt đầu lao vào và Fiesta đã phải lên bảng điểm số. Morgan đang cố gắng câu kéo, như đã nói anh ta là một con rể tinh có khả năng chống chịu được, đã được hai người thật đó, nhưng sát thương là không có. Kanna đã phải lên bảng điểm số, chiêu cuối truy đuổi theo Ghost sẽ phải nằm rồi. Morgan truy đuổi thì không thể nào chạy được. Vital cũng tương tự là như vậy, một chấm máu đang cố gắng để có thể xoay sở, không còn chiêu cuối bách phát bách trúng nữa, có thể anh ta về được.
Nhưng mà đội hình đến từ bên phía của Orion họ bắt đầu chuẩn bị tràn vào khu vực đường giữa. Sân khấu bắt đầu được dựng ra, Hena né, lách hai phát, ba phát né được, bốn phát Ui. né được, tốt dành cho xạ thủ đến từ bên phía của Orion. Nếu mà tôi mà đánh Catlin ở trong một trận xếp hạng đơn mà tôi lách được 4 phát bắn của Jhin thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là chắt ôn tuổi. Nhưng mà dù sao thì Hena cũng đã có một tình huống xử lý tốt, và chúng ta cũng phải nói đến là cái pha mà Thresh anh ta đá được hai người về và trong đó có Hena nhưng không ai đỡ được Cướp cả, và hả? Hena cũng đã rất nhanh Red tay sẽ cướp ạ. trong việc sử dụng phong linh. Nhưng Đông Thresh nè. có cướp cái không? Tôi nghĩ là không, anh ta bị dứt điểm trước khi có thể động tay được con rồng, và đó là mã gục rơi vào tay của Delight. 15-7 là tỷ số thì đến hiện tại, và Brion có được linh hồn rồng ở phút thứ 29. Red cũng không có chiêu cuối để có thể đá được ulti ra trong cái tình huống xử lý vừa rồi. Một pha xử lý khá là tốt dành cho đội hình đến từ bên phía của Rion. Họ có được cho mình đó linh hồn rồng nước. Đây, hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Phong lôi thương kết hợp với tốc biến, khả năng áp sát là có. Lavi cũng chủ động tốc biến theo để có thể tấn công vào Fiesta. Chiêu cuối đến từ Kana cũng không có quá nhiều ý nghĩa khi mà đó cái phong lôi thương được kích hoạt. Red mặc dù đã nỗ lực đá được hai thành viên nhưng lượng sát thương bồi đắp là không có. Khi mà họ mất đi Orena và cái tầm đứng đến từ Vital nó cũng tương đối là xa nữa, Kana cũng không làm được gì nhiều trong cái tình huống xử lý vừa rồi. Cái thùng thuốc súng Gonta thì nó chưa vào máu được của Morgan. Trước đó thì người ta tung trúng cái thùng thuốc súng với ba món trang bị của Căng Lăng nhưng mà nó chưa vào máu, cảm giác cũng chưa thấm cho lắm. Thì đội hình đến từ bên phía của Nông Sim hơi bị thiếu đam. Ngược trở lại thì con bài Catlin được free shot ở trong cái pha thi đấu đó thì nó khiến cho một pha giao tranh nghiêng hẳn về cho bên phía của Rion. Có được cho mình đó linh hồn rồng nước rồi, ngưỡng sức mạnh sẽ được tăng thêm, và chưa kể đâu cái áp lực ở khu vực đường giữa nữa khi mà cái trụ bậc thềm cũng đã bị mất đi, thì mọi thứ đang dần có lợi hơn dành cho bên phía của Rion ở trong ván thi đấu này rồi. Phải nói thêm một lần nữa là nếu như Brion giành chiến thắng trước Nongshim ở trong ván thi đấu này thì họ sẽ có cơ hội cạnh tranh với KT Rooster để lọt vào vị trí top 6. Mặc dù đây mới chỉ là giai đoạn lượt đi của LCK mà thôi, nhưng khi mà bạn càng ở vị trí top trên, khi mà giải đấu càng trôi nhanh thì rõ ràng là cơ hội để tham dự playoff nó sẽ là cao hơn dành cho các thành viên của Brion. Ở mùa giải trước họ đã không có được cái kết quả tốt, và tôi nghĩ là mùa giải này họ cũng đang rất mong muốn, với những cái tên đã có một khoảng thời gian thi đấu khá lâu tại LCK, họ cũng mong muốn được một cái viễn cảnh đẹp hơn ở tại mùa giải 2022 này. Nhưng chúng ta vẫn phải đến với cái ván thi đấu này đã, trước hết họ phải giành chiến thắng trước các thành viên của Nongshim ở trong những cái giai đoạn cuối của lượt đi. Và hiện tại thì Brion đang có khá là nhiều lợi thế. Ở phút thứ 31 họ có được linh hồn rồng, họ dẫn trước Nongshim tới 6k tiền, và nếu như có thể tiếp tục kiểm soát được con Baron này nữa thì cơ hội để kết thúc ván thi đấu này nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Nongshim họ hiểu điều này, nhưng vấn đề là họ di chuyển ra kiểu gì đây khi khu vực cánh rừng trên đang bị kiểm soát hoàn toàn những con mắt tím Kana. Anh ta lách được khỏi khóa ánh sáng nhưng Morgan vẫn đang rất kiên nhẫn, anh ta đợi Kana đi vào bụi phây check, và Kana đang gặp nguy hiểm, anh ta mất tốc biến để bỏ chạy. Phía đằng sau thì hai thành viên của Brion đang muốn tấn công vào Baron, họ ngay lập tức ngừng khi đó là sân khấu tử thần được bật đến từ vị trí của Vital. Ván thi đấu vẫn đang khá là tự tin dành cho bên phía của Rion khi mà họ đang chiếm được rất là nhiều những cái lợi thế. Vô cực kiếm thì phải mất một khoảng thời gian nữa mới được hướng tới đến từ Vital, và vẫn đang cái lối chơi từ tốn dành cho bên phía của Rion khi mà họ đang chờ hình như là phép trợ tốc biến đến từ Hena được hồi lại, và chưa kể đó những món trang bị cuối cùng nữa. Hai cái đồng hồ đang được sử dụng trên người của Lava chưa có cơ hội để có thể kích hoạt, thì nó khiến cho nãy giờ nó minh chứng cho một điều, đó chính là cái sự chủ động nghiêng về cho bên phía của Rion rất là nhiều trong những cái tình huống họ chủ động tấn công. Chênh lệch về tiền thì bây giờ đã ngã nghiêng về cho bên phía của Rion rồi. Cụ thể là những món trang bị phòng ngự thì đang nhiều hơn dành cho đội hình của họ, ngưỡng sức mạnh thì bây giờ cũng đã bắt đầu được đạt được. Còn ngược trở lại, khi mà đội hình đến từ bên phía của Rion đã có được những món trang bị phòng ngự thì cái khả năng tấn công đến từ bên phía của Nongshim bây giờ nó sẽ là như thế nào? Fiesta cần phải tạo đột biến đối với Orianna của anh ta, nhưng mà nãy giờ chưa có nhiều lắm những cái góc xoáy mà đa mục tiêu đến từ con bài Orianna thì cũng hơi khó, bởi vì cái đội hình đến từ bên phía Corion là một đội hình mà có thể đánh ở nhiều hướng chứ không phải là tập trung ở cùng một hướng, thì nó khiến cho cái góc chơi đến từ Orianna của Fiesta thì nó cũng không có nhiều lắm trong cái tình huống giao tranh. Đấy là chúng ta còn chưa kể đến cái khả năng băng bổ vào của Morgan cơ. Nếu như anh ta bất thình lình xuất hiện ở từ hướng nào đó và càn thẳng vào đội hình của Red. Nongshim thì đó cũng sẽ là một trong những cái bất lợi. Vừa rồi thì chúng ta vừa nhìn được cái bảng thông số về cái lượng đam Kana gây ra được một lượng sự sát thương rất nhiều. Anh ta vẫn đang là người đứng đầu bảng Đỉnh gây thở, đỉnh đam, thở, đỉnh thở. nhưng Ây da. rồi ok Lộ chưa ta? Chưa lộ, hình như chưa lộ. Vẫn đang nín thở đến từ Red.
để cho đối phương không cảm nhận được sự hiện diện của anh ta. Một pha xử lý khá là tinh quái đến từ người chơi đi rừng đến từ bên phía của Nông Sim, nhưng quan trọng là anh ta sẽ tạo đột biến như thế nào đây. Và bây giờ anh ta cũng đã lộ diện rồi à, và đội hình đến từ bên phía của Rion bắt đầu triển khai được cho mình đó. Còn Baron, Baron chỉ còn lại cho mình đó vài ngàn máu mà thôi. Rion họ muốn Canna đánh, họ tấn công vào Canna. Canna sẽ phải lên bàn điểm số và mất đi cho mình đó một người rồi, mất đi cho mình đó nguồn nhân sự đến từ bên phía của Nông Sim. Vẫn sẽ tiếp tục sử dụng con Baron này là mồi câu đến từ bên phía của Rion. Ti đang đứng ở một mình và đang câu kéo tiếp vào các thành viên đến từ bên phía của Nông Sim. Redford, Red chắc chắn sẽ bị ngăn cản trước cuối đến từ lava. Ta còn tống biến phải chạy bởi vì ta quá đơn độc phía bên trong, nhưng dù sao đó là tình huống chim mồi. Anh ta câu cái sự thu hút đến từ bên phía của Nông Sim để tạo ra cái khoảng trống dành cho MT để có thể giải quyết luôn cho mình đó cái con bùa lại Baron ở trong cái pha xử lý vừa rồi. Một tình huống xử lý khá là khéo léo đến từ đội hình của phía Rion. Canna đi đến đâu là bị Morgan gõ đầu đến đấy, nhưng mà anh ta cứ di chuyển vào trong khu vực bụi là lại có một con cá sấu. Với thần cá sấu đợi sẵn thì không có nhiều cơ sở để cho Canna có thể lui về trong cái khoảng, trong cái tình huống mà anh ta không còn tốc biến nữa. Còn Lava thì cũng có một tình huống xử lý nó hơi thoát tim một chút. Tôi cứ tưởng là anh ta sẽ chỉ dùng cái vòng xoáy không gian để lấy được cái sự thu hút đến từ cái thành viên của Nông Sim mà thôi, chứ tôi không nghĩ là anh ta một mình đứng ở trong chiều cuối của vòng xoáy không gian và sau đó anh ta đi thẳng vào, nhưng cũng đã phải mất đi một cái tốc biến để lui về an toàn. Đứng trên thì Morgan vẫn đang tỏ ra rất khỏe với một con cá sấu cấp độ 18 so với chỉ cấp độ 17 đến từ Canna mà thôi, thêm cả một lợi Baron nữa. Anh ta đang là người gây sức ép cực kỳ nặng khu vực đứng trên và Canna cảm giác đang hơi yếu nhỉ. Anh ta chưa có mưa đại bác, đồng nghĩa với việc là ở trong khu vực hang rồng đang đánh nhau thì anh ta không thể nào can thiệp được. Ở thời điểm hiện tại anh ta đang phải đón cái đợt lính khá mạnh được đẩy lên đến từ Morgan ở khu vực đứng trên. Đó là cú dịch chuyển đến từ vị trí của ngài và Prion đang muốn tấn công. Amti chọn vị trí đó là vị trí của Red, nhưng Red cũng đã lùi về được. Tức nghĩ là anh ta sẽ an toàn phía bên này thì Vital không như thế. Amti bắt buộc phải mất đi cho mình bán người thương giáp là rất nhiều. Mọi người đang tới với tất cả xấu. Anh ta làm choáng được vị trí của Fiesta và Vital sẽ phải nằm xuống mạng dành cho Morgan. Anh ta chuẩn bị có chuyện double kill. Ghost có chặt dây, nhưng đó là cú chiêu cuối đến từ vị trí của Delime. Lava cũng đã có mạng rồi, Red chỉ cố gắng ngăn chặn lính mà thôi. Double kill dành cho Morgan và Prion, họ có được 3 mạng hạ gục ở cánh dưới, đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Tôi xin lỗi, đẩy thẳng vào khu vực đường dưới. Và liệu có phải là endgame hay không? Vòng xoáy không gian ra đường giữa và đây sẽ là endgame mà thôi. Tất cả 5 thành viên. Một tình huống kẹp rất tốt đến từ bên phía của Rion và 3 thành viên đến từ bên phía của Nông Sim cảm giác như là nghẹt thở. Họ không thể nào làm được gì ở trong pha thi đấu đó khi mà cái sức ép đến từ các thành viên của bên phía Rion là quá lớn. Tưởng chừng như đây sẽ ván thi đấu khó khăn, nhưng mọi thứ nó đang có lợi hơn. Với khi mà ván thi đấu nó bắt đầu cởi mở hơn, bởi vì cái nhịp độ thi đấu cực kỳ thăng hoa của bên phía của Rion ở trong ván thi đấu này. Morgan vẫn luôn là trong những cái đầu tàu và chúng ta có thể thấy rằng anh ta luôn là người tạo ra được rất là nhiều những cái đột biến và luôn là người mở được những cái tình huống giao tranh, mặc dù anh ta sử dụng cho mình đó cái bài rễ tân. Và phần nào đó rễ tân đang có tỷ lệ thắng không tốt, nhưng nằm trong tay của Morgan thì nó lại là cái câu chuyện khác. Với chiến thắng này thì nó sẽ giúp cho bên phía của Rion có được cái kết quả tốt hơn ở trong